Bởi vì lịch sử nó là một phần tác cảm để giúp chúng ta dù có bị cuốn theo những cái công cuộc mở cửa hay hội nhập gì thì cái bất biến là cái mà chúng ta cần phải khẳng định, đó là cái sự độc lập dân tộc và hòa bình thống nhất. Và những người cộng sản theo tôi thì đã làm rất tốt vấn đề này, họ nói trước xong rồi cái là đốt cháy đế trường sơn cũng phải là có người ăn nhưng thưa chị, không phải ai cũng hiểu được như là tôi cũng như là những người luôn rất chính trị. Những người ngày xưa họ đã từng tham gia trong cái chính quyền người quân bị quyền, tức là cái chính quyền Ngô Đình Diệm và những điều thì chị cũng đã là người trực tiếp sống trong đất nước đang bị tạm thời chia cắt, thì chị là người trong cuộc thì rất hiểu rõ. Khi mà cái chính quyền ủy quyền này họ thường rêu ra cho đến tận bây giờ họ vẫn nói rằng họ là đại diện cho nhân dân miền Nam, thì chị là người trong cuộc thì có thể cho tôi và mọi người biết rằng họ nói như thế là theo tôi thì không thể nào đúng được. Tại vì hiện tại bây giờ họ đâu có sống ở Việt Nam. Cái chính quyền của ngụy quân này là do thằng Mỹ nó dựng lên, đế quốc Mỹ. Chỉ những năm mà Mỹ coi như là làm cái cuộc chiến tranh ở Việt Nam này thì mới dựng lên cái chính quyền từ Ngô Đình Diệm cho tới Thiệu, là gọi là chính quyền bồi nhì. Rồi đến sau năm á thì là quân giải phóng, rồi cách mạng Việt Nam, rồi gọi là những cộng sản á là đã đánh đuổi rồi, cái chạy đi rồi khỏi nước Việt Nam rồi, cái cờ nó cũng đã dục xuống đường khác rồi, quần áo của binh sĩ đó cũng thành nó cờ ra nó chạy nó bỏ rồi, giày dép nó cũng bỏ, xe tăng nó cũng bỏ, nói chung là mọi phương tiện nó đều bỏ hết cái lá cờ đó. Rồi nhân dân Việt Nam chúng ta mới hốt thành rác, đã dục cái thùng rác rồi. Từ năm 75 tới bây giờ đã 40 mấy năm rồi, cái chính quyền nó không có ở Việt Nam, cũng không có tồn tại ở bất cứ một cái nước nào trên thế giới. Nhưng mà xin lỗi chị, tôi được hỏi một câu hả? Thế nhưng mà cho đến tận bây giờ, nhiều kẻ vẫn cho rằng cái lá cờ vàng ba sọc mới là lá cờ đại diện cho nhân dân Việt Nam, thì có ý kiến gì về? Tôi không đồng ý, tại vì tôi là người Việt Nam yêu nước. Việt Nam chúng tôi chỉ có một lá cờ duy nhất là lá cờ đỏ sao vàng, còn cái lá ba sọc đó là gọi là lá cờ ba que sọ lá, nó đã chết từ năm 75 rồi thì không thể nào đại diện cho Việt Nam, cho nhân dân Việt Nam được, nhân dân miền Nam được. Những cái năm tháng mà đế quốc Mỹ nó giày xéo trên đất nước chúng ta, mà bọn ngụy quân ngụy quyền được Mỹ dựng lên thì nó dựng cái lá cờ đó lên để là gọi là chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mà đâu phải là nhân dân bầu ra, mà chính phủ này là do Mỹ dựng lên, cho nên cái lá cờ này cũng không được người dân Việt Nam, người dân miền Nam là công nhận là lá cờ của Tổ quốc. Vì vậy mà mới có cái cuộc kháng chiến, Mỹ đem quân sang, đem vũ khí qua, đem máy bay, xe tăng qua để đàn áp nhân dân Việt Nam chúng ta. Thì cái bè lũ tay sai này á, là ngụy quân, ngụy quyền đã được Mỹ dựng lên thành một cái chính quyền để lãnh đạo nhân dân Việt Nam dưới sự chỉ đạo của thằng Mỹ. Nó đưa cố vấn, nó đưa lính, đầu đưa xe tăng, máy bay qua để nó lãnh đạo mấy thằng là bù nhìn này, nó dựng lên cái chính phủ Việt Nam Cộng Hòa này để coi như là đàn áp và coi như là gọi là một chính phủ hợp pháp của miền Nam. Nhưng mà thực ra nhân dân không tôn trọng, người ta vẫn đi theo cách mạng. Chỉ có một số ít những người sống ở thành phố, mấy thành phố lớn như là thành phố Sài Gòn, thành phố Cần Thơ, thành phố Đà Nẵng, thì những cái người đó là thuộc là chính quyền, ngụy quân quyền làm việc cho trong cái chính bộ máy của tay sai của đế quốc Mỹ, thì người ta sống với mức lương thu nhập, rồi người ta buôn bán, người ta thu nhập để có cuộc sống tốt thì người ta ổn định.
Nhưng riêng những người dân mà nghèo thì phải đi làm thuê làm mướn. Phụ nữ là phải làm gái làm tỷ, chứ làm gì có nghề nghiệp gì. Còn những người mà ở vùng gọi là ấp chiến lược, những người mà ở vùng coi như là vùng ven thì bị Mỹ ngụy, nó thành lập ra coi như là những cái đồn bóp, rồi những cái được ấp chiến lược và những cái vùng mà gọi là kiểm soát của ngụy á, của Mỹ, của chính, gọi là cái khu mà kiểm soát của chính phủ quốc gia, thì là nó kèm kẹp kinh doanh, đến lập ấp chiến lược coi như là ai đi làm ở đâu ban ngày là phải báo cáo, phải xin phép, thì đi ra làm ruộng làm đồng gì đó, xong rồi là tối phải vào ấp chiến lược với sự cai quản của binh sĩ ngụy. Thì nó sợ là những người dân này là có liên quan tới với người Việt tộc, những người cộng sản yêu nước, thì là nó hạn chế, nó cấm đoán nếu mà gia đình nào mà có liên quan tới lại những người hoạt động cách mạng thì là coi như là nó sẽ bắt bỏ tù, rồi nó coi như bằng mọi cách coi như là nó đàn áp, rồi nó là dùng vũ khí coi như là tàn sát. Có những cái làng mạc mà người dân người ta không có đi theo cái chính quyền này, người ta phản người ta đấu tranh, người ta coi như là biểu tình, người ta chống ấp chính lược, người ta chống cái này, chống cái kia, thì chúng nó đàn áp những người dân đó coi như là vô tội, rồi chúng nó nói là hôm nay là giết được bao nhiêu Việt cộng, bao nhiêu cộng sản. Chứ thực ra thì là thưa là gì, không phải chính sự phát hiện suy nghĩ này mà thị trường mọi người thì tất cả là đúng. Tôi cũng nằm trong số những người dân như thế, và gia đình tôi thì là luôn lúc nào cũng ngoại bang nó đem coi như là xe tăng máy bay rồi bom đạn sang để giết chóc nhân dân Việt Nam. Thì tôi lúc đó cũng nhỏ thôi, nhưng mà tôi vẫn suy nghĩ là mình cũng phải đóng góp một phần vào sức của mình vào đi tham gia cách mạng, đi tham gia Việt Cộng. Lúc đó người ta nói là tham gia Việt Cộng, thì là tôi thì lúc đó tôi cũng chưa hiểu Việt Cộng, mà tôi chỉ nghĩ là những cái người Việt Nam mà yêu nước là bị chế độ Sài Gòn như Mỹ ngụy nó gọi là Việt Cộng, thì tôi nói là tôi đi theo Việt Cộng để tôi góp phần với lại anh em Việt Nam yêu nước để làm cách mạng, để chống lại cái đế quốc này, để chống lại cái bè lũ này, để đánh đuổi chúng nó, để giành lại độc lập cho bà con, giành lại tự do cho bà con, để bà con có cuộc sống tốt, tự mình đi làm ăn, tự mình sinh sống, tự mình muốn đi đây đi đó, tự mình phát ngôn. Nhưng mà thưa là chị, trước khi chị tham gia Việt Cộng chắc chắn chị cũng rằng đi theo Việt Cộng sẽ gian khổ. Xác định rõ ràng chúng tôi đang ở một cái làng xã đầy đủ cuộc sống, có anh em bà con gia đình ông bà cha mẹ, nhưng bây giờ chúng tôi đi thoát ly thì đi theo cộng sản thì phải đi chơi trong rừng. Thứ nhất là xa gia đình, không có thiếu thốn tình cảm. Thứ hai là xa gia đình rồi thì lúc đó tuổi cũng mười mấy, mọi thứ mình cũng phải tự lo. Gọi là đi cộng sản, đi làm cộng sản, đi làm cách mạng thì đâu có thu nhập, đâu có tiền lương. Cộng sản đơn vị tổ chức cho ăn cơm, nếu mà không có càn quét thì chúng tôi có nấu cơm ăn cơm. Còn bữa nào mà bị Mỹ ngụy hay là máy bay xe tăng gì đi càn quét đi ruồng bố thì chúng tôi không được ăn cơm, mà chúng tôi phải trốn, thậm chí phải nhảy xuống đìa xuống ao để mà chém chè, để mà tránh máy bay trực thăng nó rà trên đầu, nó phát hiện nó bắn chúng tôi chết hoặc nó bắt sống. Cho nên là chúng tôi rất là gian khổ, nhưng mà lòng yêu nước của tuổi trẻ Việt Nam phải mọi người phải đoàn kết, phải cùng nhau đứng lên để mà đánh lại cái bè lũ này, mặc dù nó gian xảo hoặc là nó vũ khí hiện đại tối tân, nhưng mà chúng tôi có lòng yêu nước, chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ vượt qua được. Mà chúng tôi đi theo cách mạng, đi theo coi như là kháng chiến, đi làm cách mạng, thì tôi tin tưởng rằng cái những người mà đứng ra thành lập cái chính phủ cách mạng lâm thời hoặc là mặt trận dân tộc giải phóng, thì những người đó đại diện cho nhân dân Việt Nam, thì những người đó cũng đều là những người cộng sản, những người đảng viên của Việt Nam, mà họ đã coi như là tập hợp lại bà con nhân dân miền Nam để có cái tiếng nói chung là thành lập mặt trận dân tộc giải phóng. Tôi nói tiếng nói chung với lại thế giới rằng đó là mặt trận dân tộc giải phóng là đại diện cho miền Nam Việt Nam, là những người yêu nước. Cho nên là chúng tôi nghĩ rằng những người lãnh đạo đó như ông
như bác Nguyễn Hữu Thọ này, rồi bác Huỳnh Tấn Phát là đều là những người Việt Nam yêu nước, mà là những người tri thức yêu nước, mà họ cũng là đảng viên. Họ là đảng viên, chúng tôi là tin tưởng tuyệt đối vào, coi như là thứ nhất họ là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, thứ hai họ là những người yêu nước chân chính. Thì chúng tôi là những người Việt Nam yêu nước, chúng tôi phải đi theo tiếng gọi của Mặt trận Dân tộc để mà cùng bà con nhân dân miền Nam để làm cái cuộc cách mạng cho nó đến thành công. Mặc dù gian khổ, giật hy sinh, không có cơm ăn no, không có đầy đủ, không có một cái gì phương tiện hết, nhưng mà chúng tôi vẫn sống, vẫn cống hiến và vẫn làm được cái cuộc cách mạng đầu tiên là 68 một thân. Thì đơn vị chúng tôi thật ra rất là khó khăn, nhưng mà vẫn coi như là cố gắng vượt qua một mọi thứ, vì lúc đó chúng tôi là đều là tuổi trẻ. À, xin lỗi một lần trước. Theo như chị nói thì tôi và mọi người có thể hiểu rằng do tin tưởng vào những người Việt Cộng. Đúng. Cho nên chị và đồng hồ của chị cũng như nhân dân Việt Nam tôi biết rằng đi theo Việt Cộng là sẽ mất mát, là sẽ gian khổ, là hy sinh, là thiệt thòi đủ thứ. Đúng. Nhưng chị và đồng đội của chị cũng như nhân dân Việt Nam vẫn cứ đi theo điều đó. Cái điều mà những người Việt Nam Cộng Hòa tuyên truyền rằng họ mới là đại diện cho người dân Việt Nam Việt Nam, như thế là theo tôi là họ nói không có sức thuyết phục, thậm chí là có họ đề cao họ. Bởi vì Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời là minh chứng rõ nhất về cái sự mà những người dân Việt Nam không chịu được cái sự đàn áp của một cuộc chiến tranh và không khuất phục được, cho nên mới có sự ra đời của Mặt trận Dân tộc. Đúng. Cái Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam là nó đại diện cho ý chí của người dân. Đúng rồi. Bởi vì nó đã tập hợp được rất nhiều tầng lớp nhân dân, thậm chí cả những người trẻ tuổi như chị cũng sẵn sàng xa cha mẹ, xa anh em để đi theo Việt Cộng, để đi theo vào đường. Đây là cái minh chứng theo tôi là nó rất rõ ràng. Tôi cũng nói lại cái chỗ này rất là lớn mặt nè. Không phải riêng cá nhân tôi, thời đó mà những người bạn tôi, những người coi như là họ hàng, những người anh em tôi, những người cùng xóm, cùng làng đều tham gia cách mạng. Mặc dù nếu mà đi lính ngụy á thì một tháng sẽ có bao nhiêu tiền lương. Tôi mà trở lại Sài Gòn tôi làm việc á thì tôi cũng có tiền lương, hoặc tôi đi làm cái tôi cũng có tiền, nhưng mà chúng tôi là không có chấp nhận cái chuyện đó, mà chúng tôi chấp nhận đi vào con đường coi như là hoạt động cách mạng ở trong rừng, rất là gian khổ, rất là hy sinh, nhưng mà chúng tôi đi, cái tuổi trẻ nó như là cái nguồn nước nó chảy vậy đó. Anh chưa biết đâu, lúc đó là bọn nó càng coi như là dã man, rồi càng coi như là ném bom ở ngoài miền Bắc, chúng nó càng coi như là bị diệt ở ngoài Huế, rồi ở ngoài coi như Quảng Trị. Thì ở đây chúng tôi cái lòng căm thù của tuổi trẻ lại càng cao hơn. Cho nên là cứ thế mà bổ sung cho hết đơn vị nọ đến đơn vị kia, rồi người này hy sinh rồi người kia lại cứ tiếp tục bổ sung vô, cho nên cái đơn vị không bao giờ thiếu quân. Mà đơn vị của chúng tôi không hề phát một đồng lương nào, mà thậm chí chúng tôi cũng không hề nhận được cái gì bổng lộc gì đó. Nhưng chúng tôi là yêu nước, chúng tôi hy sinh bản thân mình để giành lại độc lập tự do cho bà con đồng bào Việt Nam được như ngày hôm nay, là chúng tôi cũng cảm thấy là mãn nguyện. Tôi đã xác định cái năm đó là tôi đã hy sinh, coi như đã chết rồi, nhưng mà tới bây giờ tôi vẫn còn sống. Thì tôi cảm thấy cuộc đời này tôi lời rất lớn, không có gì lỗ hết. Vì mình đã hy sinh, nhưng mình vẫn còn sống, thì cảm thấy cuộc đời mình rất là ý nghĩa. Vì vậy mà tôi nghĩ rằng những cái người mà phát biểu mà bây giờ cứ kiểu như là kích động, rồi là những người quá kích, rồi cứ nói là cái cờ ba que đó là những cái người mà ngụy quân ngụy quyền một cái chính quyền Sài Gòn của thằng Thiệu, rồi thằng Kỳ là cứ tồn tại, có sao tồn tại được. Thằng Thiệu nó đi năm 75 nó không hề nói tới cái đất nước này, mà nó cũng không hề nói là cái lá cờ đó là đại diện cái chính quyền của nó. Rồi tôi cũng nói luôn, tôi cũng nói luôn là cái ông thằng Kỳ, ngày xưa chúng tôi gọi là Nguyễn Cao Kỳ, nhưng mà sau này là ông cũng đi lưu vong ở bên Mỹ, rồi ông ấy làm ăn kinh tế, nói chung ông có tiền về thì ông cũng đầu tư cho Việt Nam, thì Việt Nam vẫn mở cửa cho ông về đầu tư đàng hoàng. Ông là một người Việt Kiều, chưa được yêu nước, nhưng mà một người Việt Kiều hướng về quê hương đầu tư về kinh tế.
doanh sản xuất cùng với lại người Việt Nam để làm du lịch, để làm cái đất nước mình nó lớn lên, rồi nó sánh vai với mọi nước trên thế giới, thì mình thấy như thế là tốt, không có vấn đề gì. Nhưng mà riêng những cái người mà sĩ quan, rồi là mấy người mà lớn lớn tuổi á, hồi xưa ở trong cái bộ cái gọi là quốc hội, hay là ở trong cái nhà sĩ quan lãnh đạo chỉ huy, thì người ta cũng im hết rồi, chẳng ai cho người ta nói được cái gì hết, tại vì người ta thấy là người ta thua rồi, thì cái lá cờ đó nó bị đổ thùng rác rồi, thì đâu có ý nghĩa gì. Nhưng mà cái bọn mà gọi là cái bọn mà tép riêu á, nhỏ xíu và bây giờ cứ hô hào thế nọ thế kia để mà bịp, cái mục đích của chúng nó là bịp cái người Việt kiều, những người dân sống xa xứ, người ta không hiểu biết gì về Việt Nam, người ta nghe nó nói thì cứ tưởng là như thế, nhưng mà thực ra không phải như thế. Nhưng mà nó cứ tuyên truyền, nó cứ xuyên tạc, rồi thậm chí bây giờ mình không phải là mình sợ những tuổi trẻ ở Việt Nam mình hiểu sai, nhưng mà mình không sợ cái đó. Nhưng mà mình không muốn là những cái phần tử này mà cứ coi như là rêu rao chống cộng sản, rồi bảo là lá cờ của nó là phải đại diện cho là thế nọ thế kia. Bây giờ tôi nói thật, không có đại diện cái gì cả. Nó mà cái đó bây giờ nó chỉ có để bên Mỹ thôi, nhưng mà bên Mỹ mà nó treo lung tung nó cũng bị phạt. Mỹ không công nhận nó, tại vì cái lá cờ đỏ sao vàng của chúng ta nó là phất phới bay ở Liên Hiệp Quốc, ở những nơi trang trọng nhất, trang trọng của nước Mỹ. Mà thậm chí chủ tịch hay là những cái cán bộ lớn của chúng ta mà Mỹ mời sang để tham quan á, hoặc là nói chung là Mỹ mời qua bên đó, thì là Mỹ là đi trước cái đoàn của mình ở sân bay, là có hai cái lá cờ đỏ sao vàng và lá cờ của đại diện cái nước Mỹ. Mà người Mỹ, chính phủ Mỹ và phủ gọi là tổng thống Mỹ nó phải ra tiếp đón cái người mà nó mời, chứ đâu phải là mấy thằng sọc bạc que kia mà đón cái gì. Dạ, đúng rồi. Đó. Mà thậm chí mà những người mà đại diện cho Việt Nam sang thăm, mà mấy thằng bạc que sỏi lá đó mà đụng tới những người Việt Nam đó là chúng nó cũng tiêu luôn. Thằng Mỹ phải bảo vệ chính khách của nó chứ. Còn cái thằng dân này ta gọi là dân khủng bố. Mấy thằng sọc bạc que Mỹ là gọi là thằng khủng bố. Mà những thằng khủng bố thì không biết trong lòng thằng Mỹ nó nghĩ gì, chứ mà ở ngoài mặt nó cũng phải tiêu diệt khủng bố, chứ nó không thể đồng lõa với khủng bố mà để làm mất mặt của nước Mỹ được. Vì vậy mà những cái người mà cứ ảo tưởng, ảo vọng là cái lá cờ sọc mà ba que đó mà đại diện cho nhân dân Việt Nam thì không có. Từ cái năm mà 75 tới giờ, cái người dân Việt Nam á, là anh thấy không, những ngày Tết, những ngày 30 tháng 4, ngày 2 tháng 9, cờ đỏ sao vàng rực bất cứ một thành phố nào, một con họ hẻm nào, một con ngõ nào cũng là cờ đỏ sao vàng rực rỡ. Thì tôi muốn nói với anh mà gần đây nè, cái đội U23 đi đá banh, anh thấy không, cờ đỏ sao vàng rực luôn, đón cho đoàn về. Thì tôi hỏi anh là cái cờ đỏ sao vàng có phải đại diện cho Việt Nam không? Cờ đỏ sao vàng là một cái lá cờ đại diện cho Việt Nam, mà Việt Nam chỉ có một lá cờ đỏ sao vàng thôi. Bây giờ chúng mấy cái người kia đó là nói gì thì nói, nhưng mà chỉ là nguyện điện thôi, mà nguyện điện cũng không có cơ sở, không ai tin. Tôi muốn nói là nói với mọi người là như thế. À, nhưng mà tôi lại có một cái suy nghĩ như